Cần Thơ ký sự 065 ha, gặp các bạn trong một cái video về thiết bị mạng AON. Thì hôm nay mình triển khai một cái đường mạng VMBT AON đó mà. Thì sẵn mình làm video này để mình chia sẻ về cái ngày xưa mà, thời khai tử ngày xưa mình hay xài mấy cái modem có thuê bao AON đó mà. Xài con tơ quang đó, bây giờ thì nhà mạng VMBT cách đây mấy năm người ta sử dụng cái modem ha, tất cả modem thay thế hết, không sử dụng con này nữa ha, mặc dù con này bạn, con này của mình là 1 gig, con này là con của mình 1 gig, con này Wintop Optical, con này 1 GB các bạn ha, 1 GB ha, 1 ngàn là có XFP nữa bạn ha. Đó, HTTP. Thì bây giờ nhà mạng Viettel, VNPT người ta hết sử dụng mấy con này bạn. Thuê bao mà có AON như kiểu xưa người ta cũng đổi sang con này ha. Đây là cái modem mà, modem AON á, phải phải gờ bông ha, gờ bông khác ha. Gờ bông là công nghệ gờ bông thì kiểu này ha. Đầu xanh xanh là bạn, chỉ có một dây vô ha. AON là những cái modem F040 của VNPT. VMBT là vậy các bạn. Còn biết Viettel hay là mạng FPT nó sử dụng cái gì mình cũng biết ha. Nếu bạn nào nào bên Viettel á, có dư con nào đó cho mình mượn review chơi thì mình làm cái clip ha. Còn ở đây mình có gì mình làm đó thôi ha. Đây mình đang đấu nè bạn, đang đấu hai con AON với nhau ha. Đấu bằng cấp quang thì cái này nó tương tự như cái con tơ quang vậy bạn. Linh rồi nè, linh là thông đó bạn. Hai con này làm cái con tơ quang á, bạn thấy ha. Ở đây cái dạng module ha, được 4 cổng rồi. Thì cái này mình được 4 cổng. Ngày xưa mình xài AON, mình xài con tơ quang phải chia ra ha. Còn tiện lợi giờ modem nó có cái này ha. Còn cổng XFP này thì cái loại 1 dây hoặc 2 dây đều được ha. Đây mình đang đấu 2 giây nè bạn, đây, cái dưới cũng 2 giây ha. Đó. Là mình đụng đụng vô cái nó quang nó bị mất rồi bạn ha, mình sửa lại ha. Đó ha ha, mình sửa sửa các bạn ha. Đó. Cái đầu tiếp xúc nó không có sát ha. Chỉnh chỉnh nó có lại các bạn. Thì cài con này thì cũng đơn giản thôi, đi nữa mình vô mình chỉ cập thử ha. Con này thì hai này thì mình thay. Mình thay cho con tư quan cũng được ha. Quá ngon các bạn. VNPT. Y-Gay F040. Tháng 10 2021, hơn năm. Giờ mình đây, hôm nay mới triển khai cái này ha, mai đi đấu cái này bà, cái thuê bao mới, một cái thuê bao mới đồ ha. Cái này là cái xài con tơ quang cũ ha, mình chuyển thành cái cổng này ha, để mà ghim được vô cái SFP mà. Cái máy nè cũng giống như ha, này đó, này ghi làm dấu xài gì ha. Con này thì có cái SFP, cái cổng module 1 dây, mình lấy đâu à? Còn SFP đâu ta, trong hộp đây, loại này thì SFP 1 giây các bạn ha. Mình sẽ này giống nhau ha, biết giống nhau mình đấu thử với nhau thử này. Mình thay này ha.
dễ làm. Rồi mình bắt đầu mình chia cặp ha. Cái kiểu mà nãy mình nói, cái kiểu mà cắm dây quang hai sợi một sợi thì nó cũng giống như cái kia các bạn ha. Để không mất thời gian thì mình chia cặp thẳng vô con modem ha. Mình đang ghim cổng số 1, địa chỉ mặc định quen thuộc ha, 192.168.1.1. Nếu mà cái modem này mới hoàn toàn các bạn về thì đây có hướng dẫn rất đơn giản ha. Mình vô mặc định nó là admin đó bạn ha. Khi vô đây thì nó bắt buộc phải đổi password ha. Đó, password thì phải có cái ký tự hoa rồi số ký tự đặc biệt, thì cái này ta đặt rồi nè bạn ha. Đó, hướng dẫn các bạn ha, truy cập đó, địa chỉ đường dẫn ha, tạo tài khoản mật khẩu, sau đó vào giao diện đầu tiên nó sẽ gì ha. Đầu tiên mình vào nó sẽ bắt mình tạo password các bạn đó ha, vậy thôi ha. Đây, những cái thông số các bạn link ha, tùy theo phiên bản VLAN. Cái này con này thì mình đang cài thì không có wifi mà ha, có những cái con F040 khác thì có wifi ha, giống như cái con này các bạn ha. Con này thì cũng giống nè, cũng mã nó cũng F040, có nghĩa là nó khác nha, cái mã là bạn một cái ha, cái F F040, F là fiber ha. Còn là bên cái chữ V kép này wifi đó ha, khác nhau gắn anten vô với cái nút của bật các bạn ha, tùy cái phiên bản. Rồi truy cập vô thì ở đây mình coi người ta đã cài gì sẵn trong đây nè bạn ha. Mình vào coi cái phần info đi. À, chế độ git rồi, git các bạn thấy git ha. Rồi mình cài đặt bình thường, đây người ta đã cài vào git các bạn, git thì nếu mà cái wifi bình thường, một cái modem bình thường thì không có cái này ha, thì mình vô add các bạn, add đó, đây có cho cái chức năng, đây có ba chức năng ha, BBOE các bạn, BBOE IP over Ethernet và một cái git ha. Thì nếu mà bạn sử dụng cái con này là một cái modem ở nhà mạng mình bình thường, mình có thể sử dụng internet đó, mình thì mình quay BBOE vô ha, đập chiêu sẽ bắt vật vô là kết nối internet được các bạn. Còn con này đang chế độ git ha, chọn git rồi chọn cái sau khi chọn git xong bạn bạn thường là cái ID của bên VPT là như là 311 nè bạn, còn của Viettel là 35. Sau khi mình chọn git xong thì bạn vô trong cái phần Advanced Interface Routing ha, cái này nhiều người ấy mà ha, bạn add vô thôi ha, nãy là nó chưa có add vô, add cái cạc vô, ở đây nó có add cái ba cái cổng LAN này, 1 2 3 4 này, như tất cả nó đều git hết các bạn. Thì cái kiểu này hồi nãy là mình bạn thấy là nó là cái kiểu hai con này thay cho hai con tư quan ha, không đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình thử sử dụng gờ bông nối với nhau chắc không được các bạn ha, mình cũng làm thử đi chơi thôi ha. Hai cái gờ bông mà nối với nhau nó cái dây mạng gờ bông nó vô cấp quang nó khác với công nghệ AON á, còn nếu mình nối kiểu này thì không có cái con đầu cuối thì hơi khó, thì mình thử.